cuối thì hai mẹ con cứ bảo là anh ấy xuống cây nhà dưới gần khác thì cũng nghe sợ lắm, nghe lo. Mà cũng không biết nói thế nào, anh ấy việc gì nó cứ đi, việc làm cứ làm. Tức là anh ấy lo cho dân bản. Anh ấy sống thì dân bản biết. Một người đẹp, tính đẹp nét mà sống vì tình cảm với dân thì cũng quý, cũng trân trọng của em đấy, cũng không có cái gì thắc mắc gì cả. Vâng. Em đấy là chúng trưởng thôn là gần 10 năm nay, 3 năm đầu rồi, 3 năm đầu và em vẫn dân thì sống yêu dân, tình cảm lắm. Cháu nói cháu không có tình cảm lắm. Bây giờ chúng tôi ở trong làng bản thôn bây giờ không có anh em, không có bố, đấy nó buồn bã lắm. Mặt anh như đáng thương thật, là anh làm gì chẳng biết cho ai, bà con thắc mắc cái này cái kia, thì có công việc anh ấy gia đình nào anh cũng lao vào để giúp đỡ, rồi là hoạt động dân dân để giúp đỡ thế này thế kia ấy. Vâng. Và không có tình cảm.